Rồi, xin chào cô chú anh chị. Thì bên em lại tiếp tục lên một cái lô hàng đầu quạt không than chạy 12-24 rất là khỏe nha. Còn motor thì được tháo từ máy photo copy Nhật ra. Và chi tiết, mấy cái chi tiết linh kiện thì mình mua mới về lắp ráp ha. Thì công đoạn này sắp xong rồi. Bây giờ mình chỉ cần lắp cái tuốc năng với lại lắp sợi dây nguồn và dây điều tốc vô nó ok ha. Thì bên em bán 300 một cái cộng với phí ship. Bức xúc quá cô chú anh chị ơi, quay bán hàng mà tâm trạng không được vui lắm, vừa mới bị bơm hàng mà em cũng muốn chia sẻ cho cô chú anh chị xem luôn. Là vừa rồi có một cái chú miền Bắc, bây giờ mình gọi chú trước, điện thoại mình kêu mình đổi dân danh xưng khác nha. Một cái chú ở miền Bắc chắc bảy mấy rồi đó, đòi mua hai cái quạt. Mà cô chú anh chị xem biết rồi, hồi nào giờ em bán đầu quạt chỉ là đầu quạt thôi, không lồng không cánh không gì chứ. Chú bảo tao lớn tuổi rồi, tao không biết cọc kiếp gì chứ. Và quay Zalo cho mình xem, đầu tóc bạc phơ luôn nha. Mình nghĩ thì chú cũng lớn tuổi rồi, tuổi đó cũng đáng ông nội ông ngoại mình luôn. Nó ok, chú nói như vậy thì cháu gửi, chẳng cần cọc kiếp gì đâu. Tin tưởng luôn. Hôm nay nhận hàng khui ra. Mày bán cho chú mày mà không có cánh á. Nó cánh gì chú, ngay từ đầu tất cả những clip trước cô chú anh chị mình đã xem thì đã biết rồi, bên em bán chỉ là đầu quạt không lồng không cánh, cánh có 10.000 một cái, vận chuyển đi nó bể vỡ rồi làm gì. Mày không cánh gì thế là giá 300 đắt lắm. Ủa, xin lỗi lão, bây giờ chuyển qua lão đi, bộ lão không thấy đường hả, lão coi clip lão không có thấy hả, hay là lão bị lú lẫn rồi. Xin lỗi nha, cái này xin lỗi cô chú anh chị luôn, mình hổn chút xíu, lão lú lẫn rồi hả. Mình bán đầu quạt chứ mình bán cánh hồi nào đâu mà bảo là tại sao mày không giao cánh. Rồi không giao cánh thì giá đắt, đắt mua làm chi. Đó, bởi vì mình ghét nhất là mua hàng mà không cọc là lý do gì đó. Đó, bây giờ hàng trả về, mất gần 50k tiền ship đi. Bây giờ tiền ship về nữa nè, là mất gần 100k. Đâu phải là mình bán hàng gian dối, mình bán hàng không đúng như mình đã đăng đâu. Mình bán y chang luôn mà đi lại là bẻ kèo. Mày giao cái đầu quạt không cánh lấy gì tao chạy. Ủa vậy ngay từ đầu người ta đã quay, người ta bán là đã là không lồng không cánh rồi, chỉ mỗi cái đầu quạt cái củ quạt như vậy thôi. Xem không kỹ, xem clip không kỹ, rồi bây giờ lại quay ra bảo là người ta bán thế này bán nọ rồi không nhận. Thì em rất là đau đầu. Cũng tự nhủ với lòng là những người nào mà mua mà không cọc là không bán, nhưng mà lại thấy những người lớn tuổi lại thấy tội nghiệp. Ông nói cũng đúng, tao lớn tuổi rồi biết tài phản đéo gì đâu mà cọc. Mình nghĩ là tuổi ông tuổi cha mình như vậy rồi đi lừa mình chi đó, cuối cùng hậu quả đó thấy cảnh rồi đó. Bán một cái thì lời được nhiêu, bây giờ không bán được hai cái mà bị trả về mất cả 100.000 tiền ship. Lão có coi clip này, lão coi lên mình đi nha, bảy mấy tám hết cũng gần đất xa trời, để đứt cho con cháu chút nữa lão. Và một lần nữa xin lỗi, rất là xin lỗi cô chú anh chị khi đã dùng những cái từ, những cái ngôn từ không gọi là không đạo đức hoặc là không lịch sự trong clip của mình bán hàng, nhưng mà quá bức xúc đi. Bao nhiêu lần rồi, cứ lâu lâu là bị lần, lâu lâu bị lần, toàn là những lão như vậy, không lão già không à. Rồi, vẫn là một câu cuối cùng để chốt clip là rất xin lỗi cô chú anh chị khi đã nghe những cái lời không hay như thế này. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.